Ý nhân đây rồi, trông còn trẻ để cậu còn đi xây dựng hạnh phúc tương lai. Mợ đang đợi với kia. Trông chúng nói cậu đi nhá. Cậu đi. Chào ông trẻ. Mùi giờ mình như một gà rán thơm ấy nhở. Ôi sao thối bố mũi chính thế nhở. Gà rán của con đây, đồ chơi của Sam So đây. Làm miếng. Ơ xin bố. Ngon không? Quá. Bố ơi. Thế? Từ lúc về nhà bà ngoại nhá, mẹ chẳng cho ăn gà rán nữa. Mẹ bảo là ăn nhiều đồ chiên rán sẽ không tốt cho sức khỏe ạ. Nhá. Vâng ạ. So béo mà thích ăn nhá, cứ bảo bố mua cho. Vâng ạ. Nhá. Cô, bọn mình đi chơi đi. Ê. Vâng ạ. Sao làm sao đây con? Chị ấy tâm bị mẹ mắng thôi. Lúc mà chị ấy bảo là nhớ bố là mẹ lại mắng thêm. Sao nhiều bố à? Thôi bố xin lỗi. Hôm nay bố sẽ thường xuyên sang bên này chơi với hai bạn nhiều hơn nhá. Sao có gì muốn nói với bố không? Sẽ tốt hơn. Lỡ sau này bố không ở đây nữa thì con phải làm chỗ dựa cho mẹ, cho em So, nhớ chưa? Bố đi đâu? Bố cho con đi với. Bố ơi, bố đi đâu cho So đi theo với? Con còn nhỏ quá, bố biết phải làm sao bây giờ. Bố. Mẹ ơi, nay mình không ăn bún của bà ngoại được không? Sao không thích ăn bún nữa đâu? Mẹ đang vội lắm, con không đòi hỏi như thế được đâu. Bây giờ một là ăn bún, hai là ăn cơm nguội, tùy con đấy. Vâng ạ. Nào. Rồi, đi lấy cặp đi con. Sao thế hả Sam? Ba lô của em à? Sam ơi, con bị làm sao đây? Sao ngày nào con cũng đầu đầu đẫn đẫn ra như thế kia hả? Hôm thì quên bút, hôm thì quên sách, đến hôm nay thì cả cặp đi học mà cũng cầm nhầm. Con làm sao vậy? Mẹ nói như thế thì cái miệng của con đâu? Mở mồm ra trả lời mẹ. Nào Sam. Này, lại có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế hả? Thế không nhẹ nhàng với con được à? Muộn rồi đi làm đi, để chúng nó tôi lo cho. Mới sáng ra cứ náo hết cả nhà ra. Cưới nhau là chơi thân với nhau đúng không hả dì Trang? Bố con bảo thế ấy. Chơi thân xong thì sẽ gặp bồ xong thì sẽ ly hôn, đúng không hả dì Trang? Nói cái vớ vẩn thế hả Sao? Ai gặp bồ? Mẹ cũng gặp bồ còn gì? Con nói cái gì đấy Sam? Nói cái gì đấy? Thôi cả nhà đang ăn cơm, con mắng nó làm cái gì? Ăn cơm đi con. Ở trên mạng, người ta nói thế đấy. Con xem cái gì ở trên mạng? Ai đưa cho con xem? Xem ở đâu? Xem vào lúc nào? Bạn con cho con xem. Không như thế à? Thế bây giờ bạn cho xem cái gì? Cũng mở mắt ra mà xem. Thế bây giờ nó bảo đi ra ngoài đường làm bậy, đi ăn trộm ăn cướp, mình cũng làm như thế à? Chị
Khánh, Sam nó đã biết gì đâu. Không biết là như thế nào? Bây giờ lớn tổng ngồng như thế này rồi, có phải là 1 tuổi, 2 tuổi đâu mà không biết. Không dạy dỗ cho lớn lên chả biết cái gì đâu. Ra ngoài đường rồi ngu ngơ ngơ, người ta bảo cái gì xúi mày, làm cái gì cũng làm. Thế lúc đấy tôi hỏi gì biết làm như thế nào? Mẹ đừng mắng đi Sam nữa, do. Giờ con cứ ngồi con ăn đi. Cái con bé này, trời đánh còn tránh miếng ăn. Ngày xưa mẹ mắng chửi mày có bao giờ mắng vào bữa ăn không hả? Mà bây giờ mày dạy con mày thế, có thôi đi ngay không hả Khánh? Hồi đấy khác, bây giờ khác mẹ. Nào chị, hồi đấy cũng không có chuyện như thế này. Thôi chị. Thôi chị cứ để im nữa để tôi dạy nó. Con khóc cái gì thế hả Sam? Làm sao mà con khóc hả Sam? Mẹ đã làm gì chưa mà con khóc? Bây giờ con khóc hay là con ăn? Mở mồm nói. Nếu như thích khóc quá mẹ cho ra ngoài góc, mẹ đánh cho một trận xong rồi khóc luôn một thể. Khánh ơi! Con đi vào đây!